Em xin chào các bác ạ. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách tháo táp ly cánh cửa xe Kia Cerato. Tháo để lắp một số đồ ví dụ như gập gương lên xuống kính, hoặc là cần phải tháo để làm công việc khác như chống ồn. Có một số vị trí chúng ta sẽ tháo. Ví dụ như là đây ạ, trong này sẽ có một ốc thì chúng ta sẽ đưa tay vào đây để bẩy cái này ra. Và chúng ta đây sẽ có một ốc nữa. Đây ạ. Em bẩy cái này ra cho. Chúng ta sẽ tháo vị trí này. Này bẩy ra thôi, lấy ra thôi. Tiếp theo là vị trí này. Chúng ta nên có một cái cậy nhựa hoặc là một cái tô vít nhọn thì chúng ta đưa vào khe này sẽ dễ tháo hơn. Thấy không? Sau khi chúng ta tháo hai ốc đó ra xong thì chúng ta sẽ luồn tay vào bên dưới này. Vị trí đây ạ, đây có một vị trí hơi lõm này. Chúng ta lấy cậy nhựa hoặc là chúng ta dùng tay chúng ta bẩy ra đều được. Với chúng tôi sẽ dùng cậy nhựa đây ạ. Chúng ta bẩy ra, tất cả bên trong này đều là lẫy lở thôi ạ. Khi chúng tháo ra thì đây ạ, đây là vị trí bên trong. Chúng ta sẽ tháo hai cái dây này ra. Tháo cái này ra rất dễ, đơn giản đấy ạ. Sau đó chúng ta rút các giáp ra. Chúng ta có một giáp, chúng ta có hai giáp. Rút ra rất dễ ạ. Ba giáp. Chúng ta sẽ có ba giáp cắm vào vị trí rồi. Với bộ này thì đã được lắp đặt bộ lên xuống kính gập gương. Đây là đã có sẵn mô đun rồi. Em có thể giới thiệu thêm cho các bác về cái dây đấu lóc ăn lóc. Dây đấu lóc vì với bộ này thì chúng ta sẽ sử dụng hai dây. Dây lóc và dây ăn lóc ở trong phần này ạ. Em tháo băng dính ra giúp anh ạ. Kéo. Kiểm kỹ, kéo là gì vậy? Để các bác xem có lệnh không? Đang quay à? Tháo băng dính không kéo làm gì? Để xem đây có lệnh không? Đi rồi nữa chưa? Chúng ta sẽ theo cái bộ này của bên Nam Phương Auto thì sẽ là tím đóng xám mở nhé. Dây màu tím sẽ đưa vào dây màu xám ạ. Kẹp cốt đưa vào dây màu xám, chúng ta cũng có thể đấu trực tiếp. Dây màu xám và dây mở thì sẽ đưa vào dây màu trắng. Tím đóng xám mở đấy ạ. Hai dây này kết nối vào với nhau là ok, sử dụng bình thường. Ngoài ra thì chúng ta cũng thể dùng bút giò, đèn giò chúng ta thử trước khi ấy. Chúng ta sẽ dùng một đầu kẹp mát, một đầu đưa vào đúng hai vị trí này. Chúng ta bấm lock. Chúng ta sẽ ấn tay ở đây ạ. Để đóng cửa. Kiểm tra lại dây tín hiệu. Thì các bác cần hỗ trợ về lắp đặt các đồ hoặc tháo gì đó của xe thì có thể để lại thông tin ạ. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ các bác bằng video hoặc hướng dẫn từ xa nhé. Em xin cảm ơn ạ.